Đấng Quan Âm oai thần long lộng ấy, khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quang thế âm cứu cò đỏ sanh này, nếu ai có một niệm lành Ngài nghe tiếng chánh tới liền. Vào trong bình liên miên khó cực ngay, niệm danh Ngài làm tân khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa Đoan Trang, diệu trang vương ngự ngai vàng diệu thanh ấy, chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tôi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tai động hương tính bất thành Việt Nam. Một cảnh tiếng mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ấy chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi Ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền, Đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương
vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Thân Tùng Tòa Khởi Thiện Đáng Hữu Kiên. Hiệp Chương Ứng Phán Nhĩ Ta Thì Ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Phần Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thương. Nhờ Hơ Vô Lượng Ba Thế Quán Chúng Sanh Thọ Chữ Khổ Não Văn Thì Quán Thế Âm Bồ Tát Nhất Tâm Sân Danh Quán Thế Âm Bồ Tát Tấn Thời Quang Kỳ Âm Thanh Nhi Đăng Giải Thoát. Như Hữu Trì Thì Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Thiên Nhâm Đại Hoa Hoa Bất Năng Thiếu Do Thì Bồ Tát Hoài Thần Lưng Có Nhượng Vi Đà Thì Sở Phiêu Sưng Kỳ Danh Hiệu Thân Đắc Thiên Sứ Nhường Hữu Ba Thiên Hoàng Ưng Chúng Sanh Vì Cầu Kim Ngân Lưu Ly Xa Cư Mã Não Sáng Ngô Vánh Trân Châu Đăng Bao Nhậm Ư Đại Hải Già Sư Hắc Phong Suy Kỳ Thuyền Phương Phiêu Đòa La Sa Quế Quân Kỳ Trung Nhượng Hữu Này Chi Nhân Nhân. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Già Thì Chư Nhân Đặng Giai Đăng Giải Thoáng La Sáng Chi Nàng Dĩ Thì Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Như Phục Hữu Nhân Lâm Đương Bị Hành. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Già Sở Bị Sơ Chăm Đạo Trường Tâm Đoàn Đoàn Hoài Nhi Đăng Giải Thoát Như Tam Thiên Đại Thiên Quân Đồ Mạng Trung Già Xóa La Sang. Dùng lời nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Thì Chư A Quỷ Thượng Bất Năng Dĩ An Nhạn Thì Chi Huống Phục Gia Hại Thiên Phùng Hữu Nhân Nhượng Hữu Tội. Nhờ Vô Tội Nữ Giới Gia Thoa Kim Hề Kỳ Thân Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Giải Tăng Đoàn Hoài Tức Đắc Giải Thoáng. Nhờ Tam Thiên Đại Thiên Quân Đô Mãn Trung Hoan Tặng Hữu Nhất Thương Chú Tương Chư Thượng Nhân Thề Trì Trọng Bảo Kinh Qua Hiếm Lộ Kỳ Trung Nhất Nhân Tăng Thị Sương Ngôn. Chư Thiền Nam Tứ Vân Đa Khung Bố Như Đăng Ưng Đương Nhất Tâm Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Hiệu Thì Bồ Tát Năng Dị Vô Ý Thế Ư Chúng Sanh Như Đăng Như Xưng Danh Già Ư Thứ Hoán Tạc Đương Đăng Giải Thoáng. Chúng Thường Nhân Văn Cơ Phá Thịnh Ngôn Nam Mô Quán Thế Bồ Tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đã hư dâm vô thường niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát thường đăng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát
đa sa nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh từ phục thân hình cung dường âm thân ý vong hoa cố ý dược ư nhớ ý phân hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân vừa chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tăng ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tăng văn phần ngôn thế tôn quan thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà hỡi giới văn hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như hứa quan độ chúng sanh ứng vì phật thân đăng độ gia quan thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ưng di bích chi phật thân đăng độ giang từng hiện bích chi phật thân nhi vì thuyết pháp ưng di thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi vì thuyết pháp ưng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vì thuyết pháp ưng di đế thích thân đăng độ gia từng hiện đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ưng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ưng di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ưng di thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ưng di tỳ sa môn thân đăng độ gia từng hiện tỳ sa môn thân nhi vì thuyết pháp ưng di tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vì thuyết pháp ưng di trương gia thân đăng độ gia từng hiện trương gia thân nhi vì thuyết pháp ứng di cư sĩ thân đăng độ gia từng hiện cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng di tế quan thân đăng độ gia từng hiện tế quan thân nhi vì thuyết pháp ứng di bà la môn thân đăng độ gia từng hiện bà la môn thân nhi vì thần đăng độ gia tấn hiện tỳ kheo ni ư ba tấn ư ba di tấn nhi vì thuyết pháp ưng di trương gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng độ gia từng hiện phụ nữ thân nhi vì thuyết pháp ưng
đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia tấn hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vị tuy pháp mừng về thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lô la khấn na la ma ho la già nhân vi nhân đắng thân đắng đồ gia thân gia hiền chi nhi vị tuy pháp mừng nhi chấp kim can thần đắng đồ gia thân hiền chấp kim can thần nhi vị tuy pháp phò thần ý thì vẫn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình vô chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có nhờ đặng ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô uy thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô uy dạng vô tận y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thư pháp thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi vô tận y phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng ngã đắng có thọ thư anh làm như thời vàng ca quan thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca la hòa la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mơ ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tần y quang thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ta bà thế giới nhị thời vô tận nghe bồ tát di kệ vân việt thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kệ đám vô tận nghe như thánh quang âm hành thiện ưng chư phương xa hoàng thề thăm như ái linh kim bất tư nghị thị đa thiên ưng phân phan đại thân tình nguyện ngà vì như lừa thuyết văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hưng hài ý thôi làng đài hoa canh niềm bi quan âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niềm bi quan âm lực ba làng bân năng một hoàng tài thu di phong vì nhận sơ thôi đoà niềm bi quan âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niềm bi quan âm lần bất năng tồn nhân mau hoàng kỳ oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niềm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niềm bi quan âm lần đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam niềm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ ăn la xá đồng long chư quỷ đặng niềm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bố
niệm bệ quan âm là tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niệm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vâng lôi cô xiết điện giang bà chưa đại vô niệm bi quan âm lớn ưng thời đặng tiêu tan chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần quan thù trí phương tiền thăm phương chư quan đồ vô sa băng hiền thần chúng chúng chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian vì thế giới lôi chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quan sư bố ý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quan thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế tình thanh ư cổ nào tự anh năng về tăng y họ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn như thời trì đi bồ tát tơ tông tòa khởi tiền bàn phật ngọn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thiền thân thông lực giam đường trì thế nhân không đơn ba theo và thuế thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn an ma ni ba chi hồng an ma ni ba chi hồng an ma ni ăn ma ni ba di hồng 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 ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba di hồng ăn ma ni ba di hồng ăn ma ni ba di hồng di hồng ăn ma ni ba 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 di ăn ma ni bằng gì ông ăn ma ni
hồng ăn mà ni bán di hồng ăn mà ni bán di hồng ăn mà ni ba 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 di hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma Ha Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát. Hành Thăm Ban Nhã Ba La Mật Đa thời chiều kiên ngô quấn dài không độ những thế khổ ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh
sang thờ thế không không tư thế sang thọ tư hành thân về phụng như thế xá lời tư thế chư phá không tương bớ sanh bằng về bằng câu bất tình bằng tăng bằng giam thế cố không trung vô sắc vô toàn tương hành thơ vô nhang nhị tế thì thân ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tần này chỉ vô lão từ diệt vô lâm từ tần vô có tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn thư canh niệm bàn tam thế chư phật ê mang nhà ba la mang đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì mang nhà ba la mang đa thế đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hưng cô thiền mang nhà ba la mang đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la đế ba la tăng ý đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tì a di đi đà tăng nam bà tì a di đi đa thị ca lăng đa a di đi đa thị ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đa bà ya đa tha ya đa điện ya tha di đi đô bà tì a di đi đa ta nam bà tì a di đi đa thị ca lăng đa a di đi đa thị ca lăng đa ya di ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya na tha ya đa điện ya tham a di đà đô bà thề a di đà đa ta đà bà thề a di đà đa thề ca lăng đế a di đà đa thề ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà A Di Đà Phật thân kim sanh ấy tướng hào quang minh vô đẳng luân ấy bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số cử bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thấy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 nam mô a di đà phật 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 nam
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng quan âm oai thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh anh thấy ai ai khi nào gặp nắng niệm ngài liền quan quan ai thế âm cứu cò đỏ sanh này nếu ai có một niệm lần vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ ta
Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng chứng quả văn thù, và diệu âm trì thứ cùng tu, phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tôi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam. Mò cành tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo ngài, dưới bề ngọc chia hai sớm tối, chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ, ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban, chính từng sen bao đài vàng, Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo ấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đức thù thân hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai phó nguyện phạm giới chư chúng sanh. Thông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não. Nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo ai nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung mà cứu phánh liên hoa về phù màu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bàn lữ nguyện gì từ công đức an phố cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo. Tự quý Phật ấy đương nguyện chúng sanh à thế giới đại đạo ở pháp vô thượng tâm. Tự quý pháp ấy đương nguyện chúng sanh à thâm nhàm kinh tạng à trí huệ. Tự quý tăng đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất